Sau dịch Covid-19 có xảy ra tình trạng thiếu thuốc ở một số đơn vị cơ sở y tế địa phương. Một số thời điểm và xảy ra thiếu ở một số loại thuốc nhất định, chứ không phải thiếu tất cả. Đây là khẳng định của đại diện Bộ Y tế tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối qua mùng 5 tháng 8. Đây Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chỉ ra 4 điểm mới trong các chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, bao gồm: Thứ nhất, cho sử dụng một giấy báo giá thay vì 3 giấy báo giá như trước hoặc giấy báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính của cơ sở y tế và yêu cầu chuyên môn. Mua thiết bị hóa chất là phải có hội đồng của cơ sở y tế đánh giá đề xuất để tránh tình trạng mua về nhưng không dùng được. Thứ hai, được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ sở y tế tức là nếu đấu thầu không trúng sẽ được chỉ định thầu. Thứ ba, quy định cụ thể các trường hợp cấp cứu dịch bệnh được áp dụng chỉ định thầu. Thứ tư, được tùy chọn mua thuốc để mua thêm ngay tối đa 30% khối lượng đã ký hợp đồng trước đó.